Hello, chào mừng anh em quay trở lại với tựa game Đảo Kho Báu. Hôm nay thì cái sự kiện tam quan nó diễn ra mùa thứ hai rồi anh em. Có ngày thứ hai rồi nhầm, ngày thứ hai và mình đã quét được sạch bia rồi anh em. Sạch bia rồi, vậy để em xem thử được nhiều cái đây. Nãy giờ rảnh rồi quét được 1092 cái này. Sử dụng sạch không còn cái thùng bia nào hết. Không còn cái thùng bia nào và cũng không còn một miếng bia nào luôn. Đã mua hết 4.000 ở trong cái sự kiện. Bữa nay sự kiện nó vẫn có bán bia nha anh em. Sự kiện giảm giá đặc biệt nó vẫn có bán bia đây. Đó, anh em nào chưa mua thì vô mua nha. 4.000 ngọc được 4.000 bia nha anh em. Đó. Đây, ok, thì ở như cái tiêu đề của clip này, mình sẽ nói về cái vấn đề cái dòng đúc meta của mấy con tướng và cái hình xăm và cái trái ác quỷ này kia đâu. Thì đầu tiên là nó sẽ khá là tốn kém mà kia, mà anh em phải phải đúc lại, anh em phải đúc lại, phải đúc lại mấy cái dòng này. Bây giờ không có còn sử dụng cái dòng mà bị sát thương vật lý nữa, mà bây giờ chuyển qua cái dòng là mà bị công trừ sĩ khí, anh em bị công giảm sĩ khí do cái này mình bị kẹt ở cái dòng này, cho nên là bây giờ muốn đúc lại phải tốn đá bảy màu này kia nữa. Tại giờ mình đang hết đá bảy màu cho nên không có thay được. Tạm thời thì để sử dụng tạm như vậy thôi anh em. Còn cái dòng chính thì vẫn là cái dòng mà bị công giảm sĩ khí đây. Đó. Hiện tại bây giờ là đang sử dụng là bị công giảm sĩ khí nè, xác suất né nè, tốc độ công và cái hồi công nha anh em. Sử dụng hai cái dòng đó thôi. Ôi, lại bị văng rồi nữa. Đó, thì hôm qua nay thì game nó bị văng khá là nhiều. Đây. Đó, bây giờ mình sẽ vô mình rút lại. Còn cái ác quỷ thì hiện tại bây giờ đang là meta là cái giá quỷ Akainu nha anh em. Đây, giá quỷ Akainu này. Đó, hiện tại bây giờ anh em nào mà chưa có giá quỷ thì vô chơi cái sự kiện mà tích tiêu ngọc, anh em sự kiện tích tiêu ngọc để mà kiếm cái giá quỷ Akainu. Đây, đây, ở cái mốc 15.000 ngọc sẽ nhận được hai cái giá quỷ Akainu nè. Đây. Đó, anh em nào chưa có thì vô kiếm nha anh em. Kiếm. Hiện tại giờ cái giá quỷ nó đang meta anh em. Đó, dòng đúc nè, xác suất né, tốc độ công, hồi công và cái bị công giảm sĩ khí. Đó, hiện tại giờ chỉ có hai dòng đó thôi. Thì anh em nào mà bây giờ mà chưa có đá này kia đập thì đập được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi. Chứ như giờ mà để vậy thì quýnh nó cũng không có ngon anh em. Ở hiện tại giờ mình để mấy cái dòng ấy lực chiến nó lên khá là cao nhưng mà mình quýnh không có lại ai hết chứ. Đây, hồi công, bị công giảm sĩ khí, tốc độ công và lúc lại cái dòng né, hơi hết đá bảy màu nữa chứ. Hiện tại giờ đã hết đá bảy màu, đậy chừng nào mình có đá bảy màu mình sẽ đúc lại nè. Tạm thời cứ để vậy đi. Nào mà có đá bảy màu thì úp lại thôi. Hôm bữa úp từ lưu học dưới hết trơn, bây giờ hết trơn đá luôn rồi. Nó cứ thay đổi meta hoài thì biết đường đâu mà úp ta. Vài bữa nó lại đổi nữa thì đá trong úp nữa. Đây, đó, né, tốc độ công, hồi công, bị công giảm sĩ khí. Rồi ok, đấy không, LPG. Và cái hình xăm hiện tại bây giờ là sử dụng hình xăm hồi sĩ khí hết nha em. Đó, sử dụng hình xăm hồi sĩ khí hết. Đó, riêng con Sanji thì anh em sử dụng cái giá quỷ Gomu. Còn lại đều sử dụng giá quỷ Akainu hết luôn. Đây, giá quỷ Akainu hết luôn. Chứ riêng con giáp là sử dụng cái hình xăm mà tăng 100% lượng trị thương cho tướng được hưởng nha anh em. Đó. Riêng con giáp thôi, riêng con giáp sử dụng cái dòng đó thôi. Đây, né tốc độ di chuyển tướng. À, tại vì bị kẹt cái dòng bị không giảm sĩ khí ở trên này cho nên mình không có đúc được mà. Mình sử dụng đại cái dòng tốc độ di chuyển tướng. Đây, xác suất né bị không giảm sĩ khí, tốc độ công hồi không. Đó. Hiện tại bây giờ đang là meta mấy cái này. Meta hai cái dòng này, bị công giảm sĩ khí với cái dòng hồi công thôi. Đây, cái dòng né này mình đổi lại hình cái dòng né luôn. Rồi, cái né nó mất tiêu rồi ta. Đó. Giờ đúc lại khá là tốn đá luôn. Ui, không ra được cái dòng né nữa mới ghê chứ. Né nó mất tiêu rồi. Xét suốt né rồi ta. Công, tốc độ, hồi công. Rồi. Đây, xác suất né cuối cùng cũng ra rồi. Thì đúc như vậy thì lực chiến nó sẽ giảm rất là nhiều anh em. Lực chiến nó sẽ tụt rất là nhiều. Nhưng mà bù lại thì nó rất là mạnh anh em. Đó.
Tại hôm bữa mình cũng đã có coi trên số anh em đã chia sẻ rồi, tại vì mình chưa có rảnh thời gian để mình rút lại, sẵn bây giờ mình rút lại luôn em. Đó. Ok. Đây, xác suất né bị không giảm sĩ khí, hồi không, tốc độ không. Xác suất né bị không giảm sĩ khí, cái này thì cũng bị kẹt ha, bị kẹt cái dòng này. Đó, cho nên là mình sử dụng cái dòng tốc độ di chuyển tướng bị không giảm sĩ khí, hồi không né. Bị không giảm sĩ khí, hồi không né, tốc độ không, rồi ok. Đây, cái con này bị không giảm sĩ khí, hồi không né. Bị không giảm sĩ khí nè, hồi không cũng có né luôn, bị không giảm sĩ khí đó. Đây, còn cái này, cái dòng này bị chưa đúc à, xác suất né à, cái dòng này nó mặc định này, nó không có thay đổi được, hồi không bị không giảm sĩ khí à, xác suất né nè. Đây thì mấy con boost này mình cũng lấy mấy cái dòng này luôn, hồi không, xác suất né, bị không giảm sĩ khí, rồi ok. Chừng nào mà được lên lên trang bị đỏ thì mình sẽ rút thêm cái dòng mà tốc độ công vô nữa. Muốn đi với ta không? Đó thì anh em là đang bị mặt không có đúng anh em hả, trang bị không có đúng thì vô đổi lên nha anh em. Đây cái này Chúng ta AOKG phải sống một cuộc sống, ước mơ của tôi là tìm ra ốp gia đình là thức. Có muốn đi á, với ta không? AOKG gáp à, dở này ra cho mặt Gia cho con đình gáp đi. là tất cả đối với ta. Có muốn Đây đi với cho ta con không? gáp nó cứng lên xíu. Ôi, ok, bị tụt xuống hết mười mười mấy tỷ lực chiến anh em, bị tụt hết mười mấy tỷ lực chiến rồi. Bây giờ vô trong quần đảo quýnh thử coi. BC Anh Vũ Tenzu, ôi 80 mấy tỷ hả, 8 81 tỷ bố chặn lại rồi. Ok cho con nào vô tiếp này để mình xem thử. À, cây Marco đi. Rồi ok, khoan để trang bị Chúng cho ta phải Marco sống cuộc xem sống không thử hối Marco tiếc. đeo cái gì đây. Đây trang Ước bị vô mơ cho thường Marco chưa cho bị nó xịn bao bọc xịn của xíu bên rồi. trong trắng. Đây dở ra đeo giá quỷ Akainu vô luôn. Rồi tạm thời mặc đỡ cái gì đi. Đó full set Luffy. Rồi ok quốc thử nè. Ôi bên kia có skin gáp luôn, chưa có skin chưa có skin A với chưa có skin Sanji. Ok, ở thấy khá là ngon lành thôi mà đấy nè. Ở bên kia thì lực chiến nó gấp đôi bên mình luôn. Lực chiến bên kia nó gấp đôi mình nha anh em. Đó, đấm lực chiến gấp đôi luôn mà vẫn ngon lành. Ngon lành của hành. Hình như hồi nãy là như có một số số con mình như mình chưa có nước úp mắt né phải. Đây bên kia có skin có bị bên kia có skin A nha anh em. Bên kia A có skin nha. Đó, nãy nó bị che mất tiêu mình không thấy được. Đó, ngon lành củ hành hương sinh. Ui nhiêu đây à, 9 à, 0 31 tỷ à, 31 tỷ nhỏ hơn mình 10 tỷ được chiến nè, để mình thử xem sao. Đó, úp như vậy thì nó hơi bị thọt cái lực chiến đi khá là nhiều nè, mất hết mười mấy tỷ được chiến thì nó cũng rất là uổng, nhìn nó không có đẹp thôi. Nhưng mà đẹp thì mà nó yếu thì cũng như vậy thôi nên thôi kệ đi, chiến thấp mà mình mạnh là được rồi, không cần phải mạnh đẹp mà yếu đâu. Đó. Thì cái sự kiện tam qua này anh em tìm vé săn bóng trước à, thôi hình như là mình thấy phong phanh là cái sau khi mà cái sự kiện mà quét ải lấy bóng này kia mà kết thúc là cái ngày 26 ra cái sự kiện dòng quay vô tận là nó sẽ không có ra bong bóng nữa anh em, nó không ra bong bóng nữa cho nên là anh em sẽ không khó để mà chơi đâu anh em. Vì vậy mà được anh em quét được nhiều chơi nhiều, còn không thì để bia để dành bia, giờ hiện tại giờ đang bán rất là nhiều bia nè, anh em mua anh em tích bia đợi với sự kiện thâu tóm ác quỷ. Và cái sự kiện thâu tóm ác quỷ mình nghĩ là chắc bạn phải giữa tuần hoặc là cuối tuần sau nó mới ra tiếp nè. Đó có thể là bây giờ nó cho quét hết bia rồi à, thì bây giờ từ đây tới sự kiện sắp tới nó sẽ không có sử dụng tới bia nữa, thì có thể là giữa tuần sau, đầu tuần hoặc là giữa tuần sau hoặc là cuối tuần nó sẽ ra sự kiện thâu tóm ác quỷ thôi. Cái đó là mình đoán nha nè, chứ là không có tính chính xác nha, cái này mình chỉ đoán thôi, phỏng đoán thôi đó. Anh em nào có ý kiến ý tưởng gì hay hay góp ý với mình anh em,
tại bây giờ đang biết ý tưởng rồi đợi cái chuyện kiện chồng quay vô tặng ra thì mới có ý tưởng này kia để còn làm. Hiện tại bây giờ thì suy nghĩ nát óc mới ra được cái ý tưởng để mà làm cái clip này đó, chia sẻ mấy cái đội hình ngon ngon cho anh em với mấy cái dòng đúc mấy cái trái ác quỷ meta hiện tại giờ cho anh em thôi. Hiện tại giờ có một số con đeo mấy cái trái ác quỷ mà chưa có đúc được đó. Tại giờ không còn cái đá bảy màu để mà đúc nữa nè, cho nên là mặc tạm vậy thôi. Ui bên kia nó đá đau vậy ta. Ồ bên kia đá khá là đau hả, nó đá nó dồn mình về tới sao luôn nè. Bên kia là năm mươi mấy tỷ thì chiến nha, nhưng mà nó đúc giống mình á mà nó liệt lực chiến như vậy thì khá là ngon lành. Ui đau quá ta. Ui nó bị nó dồn mình về tới phía sau luôn rồi. Ui Sanji bên kia Sanji bên kia nó khá là trâu bò nè. Ôi ai bên kia nó có skin luôn nè, ai bên kia có skin luôn. À, ngon dữ ta. Ok thì bên mình cũng đã dồn ngược lại được rồi anh em. Đó ok ngon lành, tưởng đâu là thua chứ nhưng mà hên không thua. Bên kia nó hơn mình mười mấy tỷ được chiến, tầm 10 tỷ nữa, tầm 10 tỷ được chiến. Đó ok bây giờ mình ra mình đúc cho nó full hết nguyên bộ đi để xem thử mấy cái này có xác suất né. Xác suất né này không phải, xác suất né đây. Ui cái này là bị hồi công, bị công kháng bạo. Ôi cái này đá bảy màu quên mất tiêu. Qua con RPG đấy, con RPG là né mới có 1% nè. Ơi bộ động cái này nó bị mặc định rồi, dính luôn rồi. Xác suất xác thương bạo kích đó, đúc lại cái dòng này, đúc lại cái dòng này lấy dòng né. Ủa né có rồi, cái dòng bị công giảm sĩ khí tự nhiên nãy nó ra cái dòng đó là quên bỏ mất tiêu. Giờ phải kiếm lại cái dòng đó. Bị công giảm sĩ khí rồi ta. Ui tự nhiên nãy nó ra rồi mà không chọn vô. Tự nhiên nhìn lại mới thấy. Giờ tốn thêm mớ đá nữa mới ghê chứ. Ui không ra luôn. Đây ra. Đó thì cái dòng này như là đúc nó không có lên, không có lên lực chiến nè. Đó nó bị mất khá là nhiều lực chiến do mình thay thế một cái dòng sát thương bạo kích đó. Cho nên là nó bị mất một nùi lực chiến luôn nè. Vậy mà cái lực chiến nó bị giảm xuống khá là nhiều. Bù lại thì nó lại khá là mạnh anh em. Hiện tại bây giờ cái dòng này đang meta nè, bên kia mà nó quýnh vô cái là nó không còn sĩ khí để mà nó chơi mình nữa. Tại vì nguyên tem mình là toàn là trừ sĩ khí không à. Đó full 5 con là ngàn tốt. Xíu nó là đút thêm cho cái con mắt cô quýnh quần đảo là nguyên tem là 6 con là nó quýnh vô khác là không còn một miếng sĩ khí thôi luôn em. Đút thêm cái dòng này tốc độ di chuyển tướng, sát thương bạo kích, hồi công, tốc độ công. À, sát thương bạo kích này mình sẽ lấy cái đúc lại vì không giảm sĩ khí nè, tốc độ di chuyển tướng, sát thương bạo kích lấy cái dòng né vô luôn, tốc độ di chuyển tướng. Ủa né rồi ta. Ui nãy giờ tốn khá là nhiều đá rồi nè, nội kiếm dòng không mà tốn một đống đá luôn. Né rồi ta. À, anh em nếu mà có ý tưởng gì hay nhớ comment góp ý bên dưới nha anh em. Có ý tưởng thì kia mình làm clip hay hay cho anh em xem. À, anh em có yêu cầu gì đó thì cứ để lại với phần bình luận luôn, mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em luôn. Giờ cũng không biết làm gì nữa. Mình có soạn ra một số mấy cái câu hỏi thì chắc là clip tới mình sẽ trả lời câu hỏi cho anh em á. Ui, không ra được cái xác suất né. Ok, ra nè. Thì né lên được khá là nhiều lực chiến nè, 6 triệu mấy lực chiến. Tại vì nó ít quá, nó chỉ có 5% thôi à, cho nên cũng không lên được nhiều lực chiến nữa nè. Đó, ngon lành, anh em chỉ cần đúc như vậy thôi. Thì nếu mà anh em nào có dư đá này kia, đá vàng này kia thì anh em dồn úp trước mấy cái dòng nào mà có thể úp đó. Như là lấy cái dòng sát xuất né bị không giảm sĩ khí này kia nè. Lấy hai cái dòng này trước thôi, với dòng tốc độ công rồi hồi công cũng để sau cũng được, hay là hồi công hoặc là bị không giảm sĩ khí trước cũng được. Còn người tới thì sẽ úp thêm cái dòng mà sát xuất né cho mấy con mà mấy con chịu đòn nè. Mấy con chịu đòn thì khoan úp dòng tốc độ công cũng được, đợi lên đỏ này kia hoặc là có cái đá này kia là úp. Đó xong phim.
xíu ra gà kiếm bia rồi gà quét ải tiếp gán kiếm đủ 1200 cái bong bóng để mà chơi sự kiện vòng quay vô tặng kiếm cái vòng tay Kaido phải không ta. Bây giờ nó cho cái vòng tay Kaido mình quên mất tiêu rồi, cái vòng tay hay cái đai lưng gì đó, như là cái vòng tay nè. À, chắc mình nghĩ là sau này nó sẽ dễ kiếm bộ trang bị Kaido hơn, tại vì xuất ra cấp trang bị San này, trang bị San này nó còn xịn sò hơn cái trang bị Kaido nữa. Tốc độ công hồi công bị công giảm sĩ khí các sức bạo kích, ôi hết đá bảy màu, tốc độ công sát thương bạo kích đây, sát thương bạo kích hồi công bị công giảm sĩ khí nè, đổi qua lấy cái dòng né, ôi đây cái dòng né bên dưới trời quy là gì, lấy đổi qua cái dòng mà tốc độ di chuyển tướng đi, cái dòng né nó bị kẹt bên dưới rồi, khỏi lấy cái dòng bạo kích luôn. Đấy, con này như con Aokiji mà, con Aokiji khỏi lấy cái dòng này. Aokiji này mình nghĩ là nên lấy cái bộ Yogo thì nó lại ngon hơn. Lấy cái bộ Yogo để cho nó hồi công nó lại ngon hơn, mình nghĩ là nó ngon hơn so với cái bộ bộ này thì phải. Rồi, ok, mát rồi. Bây giờ tới con Gáp. Gáp này đúc xong chưa ta? Xuất né, tốc độ hồi công, tốc độ di chuyển tướng à. Bị kẹt cái dòng công giảm sĩ khí ở đây à. Bị công giảm sĩ khí, xác suất né, tốc độ công, hồi công. Rồi ok. Hồi công, xác suất né, tốc độ công. Rồi ok luôn. Đó, tiếp theo con này. Đó, ok. Đây, mấy giá quỷ này là đa số, mấy con này đa số là chưa gấp sau nè. Đây, ai chưa có giám định xong nữa. Đây, giám định cho nó full luôn đi. Rồi xong, hiện tại giờ không có đá bảy màu để mà đúc thôi. Chỉ giám định thì đủ rồi đó. Giờ bỏ. Đây, đeo trái quỷ này vô đi. Ui, con này đeo cái trái của con ai vậy ta? Mega gì? Đây, đeo đặt một trái thôi đi. Rồi, được, giám định đó chứ, giám định đó. Ui, hết nguyên liệu giám định nó mới ghê chứ. Tự nhiên nó thay đổi meta, cái giờ tốn khá là nhiều ba cái nguyên liệu để mà đổi. Rồi ta, cái túi bột giám định nó mất tiêu trời. Đây. Đó, lấy ra, là chơi tiếp. Biết đủ chưa nữa. Mình nghĩ là chắc đủ rồi quá. Đây, con AOKG đây, giám định. Rồi, ok, full luôn. Tại giờ không có nguyên liệu để mà đúc lại mấy dòng này thôi. Chứ đồ giám định thì còn khá là nhiều. Rồi, ok, xong. Nami. Nami thì cái giá quỷ nó cũng đã xong hết rồi nè. Chắc thương bảo kích. Hết đá rồi. Mình nghĩ là nên đem cái trái này qua cho con A mà đeo. Với con A nó cũng... À, con A thì nó chỉ mới có... mới có giám định thôi chứ coi chưa có đúc vòng. Rồi ok, em đỡ cho cái con ấy cái đó đi. Rồi xong. Đó, lên được 42 tỷ lực chiến, lên được chút xíu lực chiến thôi nè. Vô đấu trường xem thử đây. Đây, tại giờ đã vẫn còn ở top 6. Top 5 là 59 tỷ lực chiến nè. Vô mình quýnh thử xem sao nè. Vô test thử thôi. Chứ nếu mà 59 tỷ lực chiến mà bạn đã đúc đúng mấy cái vòng này thì mình sẽ quýnh lại rồi nè. Ok, có vẻ như là khá là ổn nè. Khá là ổn, ổn hơn hôm qua khá là nhiều. Ok, ra được top 5 đấu trường bên server của mình luôn rồi. À, ok, ngon lành củ hành anh em ơi. Đó, cuối cùng cũng ngon lành lên này. Hơi tốn đá chút xíu, hơi tốn nguyên liệu chút xíu, hơi tốn thời gian up lại thôi. Đó, rồi, ok. Thì đây là cái cách chia sẻ đội hình meta mới hiện tại bây giờ. Nếu mà anh em nào đúc sai thì có thể đúc lại theo chia sẻ của mình nha anh em. Đó, khá là ngon lành củ hành. Chắc một xíu luôn qua à, không gian mình xem thử có nguyên liệu này kia, mình đúc lại cái giọng luôn. Để mình vô mình quýnh thử cái đội hình này thứ hai. 52 tỷ mà đúc chuẩn vậy thì mình sẽ quýnh lại đây nè. Quýnh thử thôi, test thử nha anh em. Ok, đó, ngon lành hơn rất là nhiều anh em. Khá là ngon lành củ hành.
cái linh hồn của ấy con Sanji với linh hồn của con Namigot nó na ná nhau, cũng vàng vàng như nhau, nhìn nó chói chói, nhìn nó đẹp ha. Rồi ok, thôi mình sẽ kết thúc clip đây luôn. Nếu mà anh em chưa vui đúng thì anh em có thể vui theo ý kiến theo cái chia sẻ của mình nha. Rồi ok, tạm biệt anh em, chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip, tạm biệt anh em, bye bye anh em.